đến được Campuchia và có những cuốn sách ha, cuốn sách Khmer, kinh Khmer gì đó các nhà, đó bán rất là nhiều ha, những vật lưu niệm đó các nhà, lưu niệm giống như là cái này là cái kinh đàn cày đấy các nhà ha, kinh đàn cày và cái những cái bình bát, cái thố gì đó các nhà, rất là đẹp. Đây là những trang sức của phụ nữ ha, đó. Đẹp ha. Oh, hello. Rất là đông vui hết cả nhà ha, rất là nhộn nhịp. Rồi, xin kính chào quý vị quý anh chị ha. Tại hiện tại chiều nay ông đang có mặt tại chùa Tịnh Độ ha. Thì tối hôm nay thì bà con quý Phật tử đến chùa Tịnh Độ chơi rất là đông ha. Bữa nay thì mùng 9 nha các nhà. Đó, thì sáng ngày mai sẽ là ngày vào lễ đầu tiên ha. Đó thì tối hôm nay thì mọi người lại chơi lễ rất là đông ha. Thì bây giờ hồi xin mời cả nhà mình cùng đi vô chùa Tịnh Độ để tham quan những khung cảnh bên trong chùa như thế nào ha. Thì bây giờ xin mời cả nhà mình vào để đi tham quan ha. Thì phía trước mặt của cả nhà đó thì đây là quốc lộ ha, quốc lộ thì mọi người cũng bán đồ rất là đông ha. Đó thì, đó là cổng đi vô chùa ha, có chiếc cầu bắc qua sông ha. Đó bây giờ mọi người chơi khá là đông ha. Bây giờ xin mời cả nhà mình cùng đi vô chùa để mình tham quan ha, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp trong chùa. Đó, rất là đông quá cả nhà ha. Ở phía bên ngoài cổng thì cũng có người bán đồ á, có bán đồ, bán trái cây, quần áo gì đủ thứ luôn, nguyên một hàng dài luôn à. Đó, dài tới phía bên ngoài kia luôn các bạn ha. Đó, phía bên này cũng có luôn nè. Đó. Thì mọi người ra vô rất là đông. À, bây giờ xin mời cả nhà mình cùng đi vô chùa ha. Đây là chiếc cầu ha, cái cầu bắc qua sông để vô chùa. Đó. Bây giờ mọi người đang đi xe xuống ha. Bây giờ sẽ mời cả nhà mình cùng đi vô chùa để tham quan ha và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp trong chùa. Đó vì và chánh điện mới ha. Thì ngày mai là ngày lễ ngày đầu tiên ha. Đó là ngày mùng 10. Đó thì bây giờ mình cũng đi xuống cầu ha. Đó qua phía bên này rồi đó. Phía bên này cũng có bà con mình bán đồ rất là đông luôn ha. Rất nhiều. Đó. Cả hàng ngàn người luôn ha. Quá đông luôn ha cả nhà ha. Đó thì phía bên này nè cũng có bán đồ rất là nhiều ha, để hậu sẽ đi quay và chia sẻ cho cả nhà mình biết ha. Đó chỗ đó bán, có bán dây nịch, bán bốp gì đó cả nhà. Phía bên này có bán dây nịch đây cả nhà ha. Đó. Rất nhiều luôn ha, rất đông luôn. Đó thì dài dài vô chùa thì có người bán hàng rất là đông luôn ha, hai bên luôn, và người đi chơi cũng khá là nhiều. Đây đây là cũng lối vào chùa luôn đây cả nhà ha. Đây là chỗ nhà ghe đó, cũng được di chuyển ghe ra ngoài cả nhà. Đây và phía bên ngoài này cũng có bán những đồ ăn chả chiên ha. Đó rất nhiều luôn ha. Thank you.
Đó, và bây giờ mình cũng đi tới gần cổng chùa chính ha cả nhà ha. Đó, cái này là cổng chính vào chùa đó cả nhà. Đó thì mọi người bán đồ rất là đông ha, xuống ở phía bên kia luôn nè cả nhà. Đó tận lắm, đó tận luôn đó. Nút, đó có nút. Hai trăm nhân lọt thấy dân đau không tiếc. Đó, và phía bên này cũng có bán đồ rất là đông nè cả nhà ha. Đó, đây nè, có mùi nhậu gì tùm lum là áo nè, đó này là áo Campuchia, áo thì me 35 ngàn 100 rất nhiều các nhà ha. Đến đây Hùng quay và chia sẻ cho các nhà mình biết ha, các nhà xem mà yêu thích thì cho mình một nút đăng ký, một like chia sẻ ha, để mình có thêm động lực mình làm những video mới ha, video mới để phục vụ cho các nhà mình xem. Hậu luôn ha các nhà ha, thì tối hôm nay cũng chưa có ngày vô lễ đâu ha, mà bà con Phật tử gần xa gì cũng đến đây chơi rất là đông ha. Đó, tới phía bên ngoài kia đó nhà ha, thì mình cũng quay tới đây thôi và mình sẽ đi vô chùa ha, đi vô chùa mình quay chia sẻ những phong cảnh về đêm của chùa Châu Bích cũ như thế nào ha. Và đây là cổng chính ha, cổng chính của chùa Châu Bích cũ đây các nhà. Bây giờ tối hôm nay thì không có cho lấy xe vô nữa ha, thì xe thì cũng gửi ở ngoài chơi các nhà. Thì bây giờ xin mời các nhà mình vô chùa ha, thì cũng chưa ngày vô lễ chính thức đâu mà bà con Phật tử mình cũng đến đây chơi rất là đông ha. Đó, thì khung cảnh phía trong chùa các nhà rất là nhộn nhịp ha, rất là đông vui luôn. Ở bên này có bán những nhang này, cây gì đó các nhà. Đó, luôn luôn ha. Đây, đây là phía bên trong này các nhà ha. Phía bên trong thì có bán những quần áo dân tộc Khmer này các nhà ha. Đó, đến được chia và có những cuốn sách ha, sách me kinh khoe gì đó các nhà. Đó, bán rất là nhiều ha, những vật lưu niệm đó các nhà, lưu niệm giống như là cái này là cái chuyên đàn cày đó các nhà ha, chuyên đàn cày và cái những cái bình bát, cái thố gì đó các nhà, rất là đẹp. Đây là những trang sức của phụ nữ ha, đẹp ha. Wow, hello. Rất là đông vui ha cả nhà ha, rất là nhộn nhịp. Thì bà con cũng đến đây chơi rất là đông ha. Thì cũng chưa tới ngày lễ chính thức mà bà con mình lợi chùa rất là đông ha. Đó, bây giờ ban đêm nè, chùa ngôi chánh điện ha, lấp lánh những đèn ha, thấy rất là lung linh luôn, rất đẹp ha cả nhà. Nhà ha, đó chùa chánh điện rất là đẹp luôn. Thì xe cũng đem vô trong quay được nè cả nhà, nhưng mà mấy người này thì người ta có những thẻ cả nhà, có thẻ đeo á nên người ta vô được. Đó, thì bên kia thì cũng có quán những giỏ ha, giỏ sách, túi sách gì đó cả nhà, rất đẹp. Bên kia thì bán những đồ chơi trẻ em ha, rất nhiều luôn ha, bán đầy chùa luôn. Đây là chỗ chụp hình lưu niệm, lưu niệm của trẻ em, người lớn gì cũng chụp luôn đó nha. Đây những chiếc xe ha, xe mô hình nhỏ nhỏ ha, dành cho những trẻ, đẹp ha các nhà ha. Đó,
đang chạy thì người dân tộc cũng còn gọi một tên khác đó là Mô Hà Sa, Tư Mô Hà Sa các nhà hát. Thì chỗ đây là cái chỗ để ca nhạc nhảy múa ha, quan nghị đó các nhà. Đó, trên bàn là có trang trí cái dừa ha, cái dừa hai cái bình hoa rất là đẹp. Bao động bà con luôn các nhà ơi. Đây chặt điện ha, bao điện nhìn rất là đẹp các nhà ha. Đó, và nhìn chiếc gạo này có mặt trăng nữa nha. Wow, quá xuất sắc, quá đẹp luôn. Còn thì một tiếng chí nữa thì cũng tới giờ giải xe dâm và giải xe dâm xong thì cũng tới tiếp một ca nhạc luôn ha. Đó, thì hậu xin mời cả nhà mình là cùng đón xem ha. Giữ gìn trật tự và bảo quản, và đồng thời chúng ta sẽ hưởng được một ngày một đêm say ma được vui tươi và hạnh phúc, và hưởng được những cái phước lộc cũng như là tấm lòng của quý bà con đã tranh thủ thời gian vô cùng quý báu đến và chúng vui chúc phúc và cổ vũ giúp cho cái buổi lễ say ma được long trọng. Đây ở phía bên trong đây thì những em trai đang mặc đồng phục để chuẩn bị giải xe dầm đó các nhà. Cũng như quý bà con ở trong đoàn chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đang mặc đồng phục trang trí những áo khỉ nè, chằn gì nè các nhà. Đó. Đây, vậy nè. Đó. Quy kìa, quy bữa nay nhảy khỉ luôn kìa, quy kìa. Đó, quy nhảy khỉ thôi kìa nhà. Bạn quy nhảy khỉ luôn rồi nè các nhà ơi. Hello. Đây khỉ đây các nhà. Rồi, đó khỉ ngoài đời đó. Ê ôn thơm ơi, ê hạch lên nè. Ê mình gì ăn giả. Ở đây các em trai cũng đang chuẩn bị mặc ủng phục để ra ngoài nhảy xe dâm ha các nhà ha. Đây là tủ ha, để những mặt nạ đầu chằn khỉ gì đó các nhà. Đây nè. Đó. Đó, bây giờ xin mời các nhà mình cùng đi phía bên ngoài ha. Phía bên ngoài để đi lên ngôi chánh điện mình tham quan ha. Những vẻ đẹp về đêm ha. Và một lần nữa về việc phía ban tổ chức và xin gửi lời đến chị em. Đây, cô chị chánh điện thấy nha, chánh điện các bạn ha. Đó, giờ bà con mình cũng vô chánh điện để dựng nhang ha, nhang gì đó các nhà. Rất là đông vui luôn ha. Phiếu dựng xe là số 5030. Vui ha. Bây giờ hậu xin mời cả nhà mình vô chính điện để đi quay bà con mình ở trong chính điện làm những thủ tục như thế nào ha. Đây là phía bên trong ha, đây là phía bên trong chính điện nè các nhà, phía bên trong chính điện nè. Thì đây là những hố xi ma cũng được mở ra ha. Vừa mở ra thì bà con phật tử mình cũng được thả tiền xuống rồi các nhà ha. Thì đủ ít cần nhiều hết, ai có bao nhiêu thì thả bao nhiêu hết, có 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gì cũng có, thì theo lòng hảo tâm hết. Thì cái này là không có phân biệt mệnh giá ha. Có đây cũng có nữa ha. Thì bà con phật tử mình vô chánh điện này ha, thắp nhang và bỏ những tiền lẻ đó các nhà, có những tiền lẻ vô những cái hộp xi ma này các nhà. Đó.
Okay. Đây là những tập kiến cái gì đó, cái nhà kiến chỉ gì đó. Được thì cái này là giống như là người ta mua cái này ta cúng vô chùa thì cho hôm trước sau người ta đọc ra được đẹp hơn, xinh hơn, thấy cái này đó được may mắn. Đây thì những học sinh ma đó thì bà con được trả tiền vô rất là đông, rất là nhiều ha. Em anh lui hộp đâu? Bay nổi đẹp lui em lui đi. Bay cần hình đạo em bay em lui khăn. Ê Thông ơi, nâu nồng phải he dưới đó, má bà mạng liền nha. Mình đạo bự số ma đấy. Ủa anh? Ủa nè. Ủa anh đạo? Ấy ngày nào mình chua bánh? Giúp nướng có đông sáng. Ngày giúp nướng à? Giúp nướng có đông sáng. Sáng. Sáng có đông mã. Sáng có mã. Sáng có mã mạng ngay. Mã bì ngay. Thấy ngày nào ngày nào? Ngày đông. Mạng đông chứ đông. Bì đông. Ba. Bì đông trong ngày thứ hai. Ấy con gửi tháng ngày đi mình toàn sao mã mà mê miếng bột con với ta mô bình pin rồi. Mô bình cho mô thì cà mô. Bài đó. Mô chen là lẩu là nhóm cho ớt quýnh. Ờ vâng. Đây những đây, bóng xe ba này các nhà khác. Đó. Má đi vô khác. Đây đây. Nó đông lớn dựng. Dựng dựng dựng. Nhâm toàn chẳng cái nhâm toàn một. Chẳng nhanh. Và cùng buổi tranh điện ở cả nhà ha. Đó, rất là đẹp ha, những cảnh tượng hoàn thiện ha. Thì tối hôm nay thì lễ an vị tượng Phật, thì lễ an vị tượng Phật và ngày mai sẽ là ngày ngày lễ đầu tiên của chùa Chợ Quýt cũ ha, thánh thành ngôi chánh điện mới. Đó. À, bây giờ hậu cũng chia sẻ tới đây để cho bà con mình biết ha. Và mọi người xem yêu thích thì cho mình một nút đăng ký, một nút like chia sẻ ha. Thì mọi người nhớ đón xem phần tiếp theo ha. Thì một lát nữa mình sẽ phát trực tiếp cho cả nhà mình biết luôn ha. Thì bây giờ mình xin tạm ngừng clip tại đây ha. Gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo, các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo ha. Đây là những Phật tử người ta vô thả tiền vô những học sinh ma cái nhà hát. Đó, những bố sinh ma nè. Anh làm đâu sắp vào bằng tôi nhớ nè, không biết đó mới đau một giấc mà nhúc hả tao đây làm chung anh tuấn ảnh cái tên ổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh, nhà nước mới một lít. Tao mình đã bao một tao